Lời tự bạch của quỷ tù cảnh báo thế nhân. Trong cuốn Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký, học giả Kỷ Hiểu Lam có kể về câu chuyện một người đi đường vào đêm mưa gặp phải quỷ tù, nghĩa là tù nhân đã chết. Lời tự bạch của hai quỷ tù trong số đó đã khiến nhiều người phải suy ngẫm. Vùng Trung Bộ Phúc Kiến nhiều mưa, nên trên nhiều cây cầu thường có mái che để cho người đi đường tránh mưa. Vào một buổi tối, có một người ngồi ở trên cầu tránh mưa, nhìn thấy một vị quan lại trong tay cầm hồ sơ công việc cùng với các quân dịch áp giải mấy người đứng tránh mưa dưới mái che trên cầu. Người tránh mưa kia nghe thấy tiếng gông xiềng vang lên, biết đây là quan phủ đang thẩm vấn tù phạm. Người này không dám đến gần, sợ hãi núp ở trong góc tối. Chỉ nghe một tù phạm gào khóc không ngừng. Sau đó vị quan lại quát lớn: "Bây giờ mới biết sợ hãi, lúc đó không làm việc ác thì tốt biết bao." Tù phạm khóc than: "Tôi bị lão sư của tôi lừa gạt. Trước đây khi lão sư của tôi dạy học, miễn là những thuyết về quỷ thần báo ứng thì ông ấy đều chỉ trích đó là những lời sằng bậy của Phật học. Tôi tin lời ông ấy nói nên tưởng chỉ cần dùng tất cả mưu kế, tìm cách che giấu tội lỗi, muốn làm gì thì làm, cả đời có thể sẽ không bại lộ. Sau 100 tuổi, người chết rồi sẽ biến mất khỏi thế gian, điều thị phi gì cũng không nghe thấy nữa. Vậy thì cố tình làm bậy và che giấu cẩn thận thì không có gì phải lo lắng. Nào ngờ rằng địa ngục là có thật, Diêm Vương cũng là có thật. Bây giờ tôi mới biết được rằng mình bị lão sư làm hại. Tôi cảm thấy rất hối hận, thật đáng thương thay." Một tù phạm khác khi còn sống hiểu sai Phật Pháp thì nói: "Ông sa ngã là bởi vì tin tưởng người đọc sách, còn tôi thì tin Phật mà bị lầm đường. Phật gia có câu nói, cho dù tạo nghiệp ác thì có thể lấy công đức để tiêu trừ, tụng kinh sám hối sẽ được siêu độ. Tôi cho rằng khi còn sống đốt hương bố thí, khi chết thỉnh tăng nhân đến đọc kinh, những việc này tôi đều có thể làm được. Đã có Phật Pháp bảo vệ, tôi không việc xấu nào không làm. Sau khi chết thì địa phủ cũng không thể làm gì được tôi. Nào có ngờ, cái gọi là tội cùng với phúc là tùy vào tâm làm việc thiện hay ác mà đánh giá. Không phải lấy việc bỏ ra nhiều ít của cải mà tính, bỏ ra bao nhiêu tiền tài thì tội lỗi vẫn còn nguyên, khó thoát trừng phạt. Nếu như tôi thực sự tín tâm vào Phật thì lẽ nào dám tùy tiện phóng túng đến nước này chứ?" Tù phạm này nói xong lại lớn tiếng gào khóc thảm thiết. Những tù phạm khác cũng đều khóc lóc nức nở. Người tránh mưa kia núp ở trong góc nghe được lời đối thoại của tù phạm, bấy giờ mới hiểu được những tù phạm này là âm hồn. Sau khi Kỷ Hữu Lam kể xong câu chuyện này đã cảm khái rằng: "Nho gia từ trước tới nay chưa từng nói không có quỷ thần, có thể lấy lục kinh để làm chứng. Nho sinh mưu danh cầu lợi lại đi xuyên tạc kinh điển. Trong tam tạng của Phật giáo cũng không nói rằng có thể dùng tiền tài để hối lộ Phật. Hiện nay người tin Phật rất nhiều là mượn Phật để mưu lợi bất chính, người mặc tăng y mượn Phật để mưu sinh. Tệ nạn này vậy mà thấm sâu phổ biến đến mức độ này rồi sao? Thiên đường có lối không ai đến, địa ngục không cửa lại xông vào." Phật giáo lưu truyền hàng mấy nghìn năm qua với hình thức tu luyện thế nào? Chẳng phải là đi khất thực, hóa duyên, thời gian còn lại thì tập trung học kinh sách, thiền định để tĩnh tâm. Còn ngày nay, không cần nói thì xã hội này ai ai cũng tự mình chứng kiến, có còn được bao nhiêu ngôi chùa thanh tịnh, còn được bao nhiêu người chân chính thực tu. Chùa cao chùa rộng, tượng Phật to lớn, thậm chí còn có nơi giác cả vàng, người viếng tấp nập như đi hội, cầu Phật tiêu tai giải nạn, sinh được quý tử,
thậm chí là cầu xin khai thị để thoát thân khi đã trót làm điều xấu. Cũng không ít người đem cả gà, heo, vịt quay dâng lên trước tượng Phật, lấy suy nghĩ của con người thế tục mà đối đãi với các bậc giác ngộ trong vô minh mà tự tạo nghiệp sâu dày. Không ít người còn làm những gì? Nhét đầy tiền lẻ vào tay và thân các tượng Phật, các vị giác giả, các vị thần tiên là những sinh mệnh cao cấp, vốn xem thế gian con người là nơi ô uế. Hành động này chẳng phải cũng là đang bất kính với thần hay sao? Đó là nói về người dân. Còn những người khoác lên mình chiếc áo tu hành, nhưng thân tâm bại hoại lại càng nguy hiểm hơn. Không chỉ hại người, mà còn hại chính bản thân mình. Họ không tinh tấn, thường hằng, thực tu, mà cầu danh cầu lợi, thậm chí còn được người thế tục xem như là thần tại nhân gian. Kinh sách không chuyên tâm, chiếc đệm để thiền tập mỗi ngày đều bị bụi trần phủ kín. Hình thức tu luyện của Phật giáo do Phật Thích Ca thuở xưa đã thực sự đi vào mạt pháp. Đức Phật Thích Ca khi còn tại thế đã từng tiên đoán rằng sau khi Ngài nhập diệt vào thời mạt pháp, khắp nơi rất nhiều sinh mệnh sẽ là con dân ma quỷ rừng rực giống như lửa cháy vậy. Hơn nữa con cháu ma quỷ còn chuyển sinh vào trong chùa làm bại hoại Phật pháp, ca tụng dâm dục, phá hoại giáo nghĩa giới luật của Phật giáo. Điều này không cần nói, mỗi người cũng đều đã tự rõ. Không ít người với danh xưng là tăng nhân lừa gạt người dân, khiến họ trong vô minh mà đi chung đường với ma quỷ. Trên thân tuy khoác tăng phục đi vào cửa chùa, nhưng lòng lại không thanh tịnh, không tu đức, hơn nữa còn giải thích lung tung về Phật pháp mà Đức Phật Thích Ca đã giảng. Những người đó là dẫn đồ phá hoại giới luật, ăn uống cờ bạc rượu chè, dâm loạn còn tệ hại hơn cả người bình thường. Miệng niệm Phật nhưng lại tin vào học thuyết vô thần, người chân tu không còn lại bao nhiêu. Một ví dụ điển hình mà mọi người có thể tự suy xét như sau. Từ đầu năm 2023 đến nay, cái được gọi là Chú Đại Bi và Bát Nhã Tâm Kinh, phong cách rock, được một người Nhật Bản tên là Kanyo Yakushiji thể hiện đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc. Kanyo Yakushiji thậm chí còn có chuyến lưu diễn mang tên Happiness and Hope, thu hút hàng chục nghìn người tham dự tại các thành phố lớn ở Trung Quốc. Hình ảnh người này chơi guitar trong bộ áo cà sa ma mị đã lôi cuốn rất nhiều khán giả ở nhiều lứa tuổi. Đến nay, Yakushiji đã thu âm 3 album, có nhiều chuyến lưu diễn ở Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, đáng nói là được hàng nghìn người hâm mộ ủng hộ. Yakushiji từng nói với giới truyền thông rằng không có nhiều cách quảng bá Phật giáo, nhưng giờ các nhà sư trẻ đang lan tỏa theo nhiều phương thức khác nhau. Vì vậy tôi nghĩ rằng mọi thứ đang thay đổi, tôi không còn bị mắc kẹt với bất kỳ danh tính nào. Tôi trở thành một nhà sư tình cờ thích âm nhạc. Tôi chỉ là chính mình và truyền tải thông điệp mình muốn. Đúng vậy, Yakushiji thực sự đang truyền tải thông điệp mà anh ta muốn. Nhưng đó không phải là thông điệp của một người tu hành chân chính, mà là thông điệp của quỷ vương 2.500 năm trước, khoác áo cà sa, trong vô minh mà làm theo chỉ dẫn của ma quỷ, lôi kéo con người xuống địa ngục.